tiểu sử Đinh La Thăng. Đinh La Thăng sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960, là một chính khách Việt Nam, có học vị tiến sĩ kinh tế. Ông là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa. Đã bị đình chỉ, dù trước đó ông trúng cử ở thành phố Hồ Chí Minh. Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 11, khóa 2002-2007, tỉnh Gia Lai. Khóa 13, từ 2011-2016, tỉnh Thanh Hóa. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ năm 2011-2016, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam từ 2008-2011, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam từ 2005-2008, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Đà từ 2001-2003. Trong Đảng Cộng sản Việt Nam, ông là Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ông từng là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10-11, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh từ 2016-2017. Ngày 7 tháng 5 năm 2017, ông Thăng bị thi hành kỷ luật và thôi chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, kiêm Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, được điều động giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Ngày 8 tháng 12 năm 2017, ông Đinh La Thăng bị tạm đình chỉ chức đại biểu Quốc hội, đình chỉ sinh hoạt đảng, bị khởi tố và tạm giam do những sai phạm khi giữ chức Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Xuất thân, Đinh La Thăng sinh ngày 10 tháng 9 năm 1960, quê quán ở Yên Bình, huyện Ý Yên, Nam Định. Về giáo dục, ông tốt nghiệp Trung học Phổ thông Giáo dục Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, hệ 10 trên 10 ở miền Bắc Việt Nam. Ông tốt nghiệp Đại học, Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, nay là Học viện Tài chính. Đinh La Thăng học lớp K16 trên 24, ngành kế toán xây dựng. Năm 1996, ông bảo vệ luận án phó tiến sĩ khoa học kinh tế, chuyên ngành kế toán, tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế, với đề tài luận án là tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp xây dựng trong điều kiện ứng dụng tin học, dưới sự hướng dẫn của phó giáo sư, phó tiến sĩ Lê Gia Lực. Công trình được hoàn thành và bảo vệ tại Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội. Sự nghiệp. Sau khi tốt nghiệp đại học từ Trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, Đinh La Thăng bắt đầu sự nghiệp tại Công ty Cung ứng Vật tư thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà, từ vị trí kế toán viên vào năm 1983, lúc 23 tuổi. Hai năm sau, Đinh La Thăng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 28 tuổi, sau 5 năm công tác, ông lên chức kế toán trưởng và bí thư đoàn thanh niên của công ty. Năm 2003, ở tuổi 43, ông là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà. Trong thời gian này, ông tham gia công tác Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, lên đến chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Tiếp đó, ông chuyển qua tham gia công tác Đảng trong 2 năm, làm Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2003 đến 2005. Năm 2005, ông được cử làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 6 năm sau, năm 2011, ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam. Ông giữ chức này trong 5 năm đến năm 2016. Từ năm 1983 đến 1988, ông công tác tại Công ty Cung ứng Vật tư thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà, là kế toán viên, phó kế toán trưởng công ty, Ủy ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty. Ngày 15 tháng 9 năm 1985, ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ năm 1989 đến năm 1994, ông lần lượt giữ các chức vụ Phó Kế toán trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng Công ty Xây dựng Thủy điện Sông Đà, Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán ngành xây dựng. Từ năm 1995 đến tháng 3 năm 2001, ông lần lượt giữ các chức vụ Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, kiêm Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Sông Đà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2001 đến tháng 10 năm 2003, ông là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Sông Đà. Ông được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 11, nhiệm kỳ 2002 đến 2007, thuộc Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai. Ủy viên Ban Đối ngoại của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Hội Kế toán Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Kế toán ngành xây dựng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội các doanh nghiệp trẻ Việt Nam. Từ tháng 11 năm 2003 đến tháng 12 năm 2005, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế, đại biểu Quốc hội khóa 11, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.
Ông được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tức Petro Việt Nam, vào ngày 5 tháng 10 năm 2005. Từ tháng 1 năm 2006 đến tháng 12 năm 2008, ông là Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, ông được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông còn là đại biểu Quốc hội khóa 11, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Từ tháng 12 năm 2008, ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng, ông Đinh La Thăng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và là đại biểu Quốc hội khóa 13, nhiệm kỳ 2011 đến 2016, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa. Tại kỳ họp thứ nhất, theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, Quốc hội khóa 13 ngày 3 tháng 8 năm 2011 phê chuẩn ông làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam với tỷ lệ phiếu ủng hộ đạt 71,2%. Tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông Đinh La Thăng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 5 tháng 2 năm 2016, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 7 năm 2016, ông được bầu giữ chức trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 7 tháng 5 năm 2017, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã quyết định thi hành kỷ luật đối với Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 với tỷ lệ phiếu biểu quyết rất cao, trên 90%. Ngày 10 tháng 5 năm 2017, Bộ Chính trị phân công ông Đinh La Thăng thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 đến 2020 và cho giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương. Trách nhiệm khi làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Petro Việt Nam. Trong quý 1 năm 2012, Thanh tra Chính phủ Việt Nam đã có kết luận thanh tra tại một số tập đoàn lớn như Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Viễn thông Quân đội. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế, trong đó đáng chú ý là kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, nơi Bộ trưởng Thăng từng là người đứng đầu. Ngày 5 tháng 4 năm 2012, khi Thanh tra Chính phủ công bố báo cáo về việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng vốn, tài sản tại Petro Việt Nam tới năm 2010 với khá nhiều sai phạm về tài chính, con số lên đến hơn 18.000 tỷ đồng. Một số tờ báo đã nêu câu hỏi về vấn đề trách nhiệm của người đứng đầu Petro Việt Nam, mà cụ thể là ông Đinh La Thăng, người giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và sau này là Chủ tịch Hội đồng thành viên Petro Việt Nam từ tháng 10 năm 2006 đến tháng 8 năm 2011. Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Ngô Văn Khánh nói, trách nhiệm của người đứng đầu là có. Liên quan đến vụ PVC, qua hai bài viết có tựa đề lần lượt là Thanh hay Thăng và Tảng băng nổi được đăng vào ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2016 trên trang Facebook cá nhân, nhà báo Oxin Huy Đức tên thật là Trương Huy San cho rằng Đinh La Thăng đứng đằng sau việc thất thoát hàng tỷ đô la không chỉ ở Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí PVC mà còn cả Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Petro Việt Nam, nơi ông Thăng làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ năm 2006 đến 2011. Xem xét kỷ luật. Từ ngày 24 đến 26 tháng 4 năm 2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ họp thứ 14. Trong cuộc họp, đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Đinh La Thăng vì những lý do sau. Thứ nhất, chịu trách nhiệm ký ban hành nghị quyết 233 NQDU ngày 17 tháng 3 năm 2009 của Đảng ủy Tập đoàn có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật để Hội đồng thành viên Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổng công ty thành viên quyết định đình chỉ nhiều gói thầu trái pháp luật. Thứ hai, vi phạm quy chế làm việc Hội đồng Quản trị Tập đoàn trong việc ký thỏa thuận tham gia góp vốn tại văn bản số 6934 ngày 18 tháng 9 năm 2008 giữa ông Đinh La Thăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ocean Bank có nội dung là tập đoàn tham gia góp vốn 20% trở lên, cử cán bộ tham gia quản trị, điều hành, đề nghị các đơn vị thành viên sử dụng dịch vụ của Ocean Bank trước khi Hội đồng Quản trị Tập đoàn họp thống nhất nội dung trên. Thứ ba, chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng thành viên ban hành nghị quyết số 4266/NQ-DKVN góp vốn vượt mức quy định vào Ocean Bank trái với quy định của luật các tổ chức tín dụng gây thiệt hại rất nghiêm trọng cho PVN. Thứ tư, chịu trách nhiệm trong việc Hội đồng thành viên ban hành một số nghị quyết quyết định chỉ định nhiều gói thầu với tổng giá trị lớn, vi phạm các nghị định của Chính phủ.
tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho chỉ định nhiều gói thầu không đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Thứ năm, chấp thuận cho PVC được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với công trình, dự án do tập đoàn chỉ định cho PVC thực hiện và chấp thuận cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí được miễn bảo lãnh thực hiện hợp đồng đối với hợp đồng thiết kế, mua sắm, xây dựng EPC, nhà máy nhiên liệu sinh học Dung Quất vi phạm luật đấu thầu năm 2005. Nhận xét, 1. Ngày 27 tháng 4 năm 2017, giáo sư Achari Abuja, Học viện Quân sự Quốc gia Hoa Kỳ nhận định, nhiều vụ xử hay điều tra tham nhũng gần đây liên quan đến tay chân hay đệ tử của ông Đinh La Thăng. Đây đúng là nguyên tắc của chính trị Việt Nam. Nếu đối thủ quá mạnh, anh nhắm vào người của họ, ông Thăng có thể bị cho xuống mà chẳng ảnh hưởng đến tương lai chương trình cải tổ kinh tế. Ban lãnh đạo hiện nay, họ quyết tâm có thêm cải cách. Đảng Cộng sản rõ ràng là lo ngại về tham nhũng. Đó là nhược điểm của đảng. Họ biết, nhưng nếu họ không cho tuyên truyền có tự do, thì cứ phải dùng biện pháp cổ điển, rung cây dọa khỉ, tức là chọn vài cá nhân mà chém.